Harry Won than trời vì bị bạn nói xấu. Trịnh Thăng Bình còn trêu ngươi, ăn ở sao mà bị vậy? Liền bị Harry xưng mày tao, quạt cho một trận muối mặt. Bức xúc về cách hành xử hai mặt, giọng ca anh cứ đi đi đã bấm hủy kết bạn nghỉ chơi với những người khó lường. Mới đây, Harry Won bất ngờ chia sẻ những bức xúc khi phát hiện ra cách hành xử không hay của nhiều người bạn trên mạng xã hội. Dù đã ép friend, nhưng khá nhiều người sau đó lại thể hiện quan điểm đồng tình với những thông tin trái chiều về Harry Won. Bức xúc với cách hành xử hai mặt, giọng ca anh cứ đi đi, đành bấm hủy kết bạn nghỉ chơi với người này. Có những người kết bạn xong lại viết bình luận hay like những hình ảnh clip không hay về mình. Tâm lý gì kỳ vậy, một lần thôi bỏ qua, duy trì thôi xóa luôn bạn. Harry Won than vãn. Dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc của ca sĩ đến từ xứ sở củ sâm đã nhận được nhiều lời an ủi động viên. Kệ mấy người đó đi, đừng để ý chị nhé. Xóa xong lấp liền luôn chị ạ. Để ý xong chị lại phải lo lắng buồn phiền nữa là tụi em không có chịu nổi đâu. Chị bỏ qua mấy người đó, để ý chúng em này. Chị biết không, chúng em mãi yêu chị, người hâm mộ bày tỏ. Bên cạnh lời cảm thông, Harry Won cũng đón nhận nhiều lời trêu chọc từ bạn bè, đồng nghiệp. Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình để lại bình luận: ăn ở sao mà để bị bạn hại hoài vậy chị? Đáp lại bà xã Trấn Thành thẳng thắn, y như mày đó. À không, mày còn hơn chị nữa. Cách đối đáp xưng hô mày tao thân thiết của Harry Won và Trịnh Thăng Bình cũng là điều dễ hiểu, bởi chủ nhân hit người ấy là một người bạn rất thân thiết của Trấn Thành. Còn nhớ cách đây 2 năm, anh xin chị Ri phải nhận gạch đá vì công khai quan hệ yêu đương khi nàng vừa chia tay mối tình 9 năm với Đinh Tiến Đạt, trong khi chàng vướng nghi án trai công. Trong khi cặp tình nhân ngôi sao bị cả thế giới quay lưng, ca sĩ họ Trịnh đã lên tiếng bênh vực. Chúng ta đều là những con người bình thường, có quyền được yêu và thậm chí là quyền được hết yêu. Rồi cũng sẽ có quyền bắt đầu một mối quan hệ mới. Cuộc đời ai mà không có những lúc như vậy, đó là chuyện bình thường. Chuyện tình yêu là của hai người, thậm chí ba người, không có đúng sai. Người trong cuộc đã lên tiếng, họ đều là những người tốt có đạo đức. Chúng tôi là những người làm nghệ thuật, rất cần mọi người ủng hộ. Thế nhưng trong cuộc sống cá nhân, chúng tôi cần các bạn cho một không gian riêng. Bởi vì chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, hãy ngừng phê phán và lên án người khác, mà hãy sống tốt cho bản thân mình đi nhé, Trịnh Thăng Bình. Bên nhau lúc nguy nan, giọng ca người thứ ba cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Sinri khi yên bình. Nói về mối quan hệ với Trấn Thành, ông xã Harry Won ở hiện tại, Trịnh Thăng Bình bộc bạch: tôi có rất ít bạn để gặp gỡ trò chuyện, Trấn Thành là một trong số ít đó. Do đó, nói bị ảnh hưởng thì không phải, nhưng cậu ấy là một người quan trọng đối với tôi. Trấn Thành là người bạn tôi cảm thấy chơi được và tin tưởng để chia sẻ. Một trong những điều khiến tôi và cậu ấy trở nên khăng khít với nhau chính là chúng tôi có thể chia sẻ thoải mái những suy nghĩ, những bí mật cá nhân mà không sợ đối phương bán đứng hoặc kể cho người khác nghe. Mọi người cũng biết rằng câu chuyện đời tư của nghệ sĩ luôn rất nhạy cảm, nhưng riêng tôi và Trấn Thành mỗi lần như vậy đều có thể cho nhau lời khuyên, đồng thời giữ kín bí mật của nhau. Ai cũng cần có một người bạn thân thiết để có thể trút bầu tâm sự. Nhân dịp Tuấn Hưng tới mừng sinh nhật mới biết hai cô con gái của Tú Dưa xinh cỡ nào, hát cực hay nữa. Tác giả nắm lấy tay anh hạnh phúc đón tuổi mới bên vợ con và người bạn thân. Tối 4 tháng 6, Tú Dưa có buổi tiệc sinh nhật ấm cúng tại lâu của bạn thân ca sĩ Tuấn Hưng. Cả hai vẫn giữ tình bạn khăng khít từ thời còn hoạt động chung trong nhóm Quả Dưa Hấu. Bà xã Lam Trang và hai con lớn cũng có mặt để chúc mừng nhạc sĩ bước sang tuổi 40. Linh Nhi 19 tuổi và Ngân Hà 14 tuổi đều rất yêu quý người vợ thứ ba của bố. Coi Lam Trang như người bạn tâm giao trong cuộc sống hàng ngày. Cả Linh Nhi và Ngân Hà đều thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bố. Tú Dưa tiết lộ hai con đều ôm giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh đang cố gắng dạy dỗ tư vấn để hai con tự tin thi vào Đại học Nghệ thuật Quân đội. Đều đang ở lứa tuổi dậy thì, lại có chung sở thích về âm nhạc, nên Linh Nhi và Ngân Hà rất gần gũi, dù cùng bố khác mẹ. Linh Nhi là con gái riêng của Tú Dưa vào năm anh 20 tuổi, còn Ngân Hà là trái ngọt anh trong cuộc hôn nhân với cựu động viên Quân Xu Thúy Hiền. Trong tiệc sinh nhật tuổi 40 của bố, cả hai còn khoe giọng hát khi song ca Em Gái Mưa hit của Hương Tràm. Tuấn Hưng theo dõi màn trình diễn của hai cháu và hướng dẫn cụ thể để cả hai có thể lấy được đúng tông có cảm xúc. Anh lặng lẽ ngồi một góc để lắng nghe kỹ thuật giọng hát của từng người. Tuấn Hưng và Tú Dưa đã có tình bạn 20 năm. Tú Dưa góp phần vào thành công của bản thân với những sáng tác tạo hit như Nắm Lấy Tay Anh Nhớ Em Sẽ Không Còn Nữa. Tú Dưa từng tâm sự rằng 20 năm qua anh và Tuấn Hưng cứ như cặp vợ chồng già đỏng đảnh.
Không ít lần cả hai giận nhau chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt. Hạnh phúc của chúng tôi cũng có thể ôm nhau khóc. Tức nhau quá thì có khi chẳng nhìn mặt nhau cả tháng. Nhưng sau tất cả chúng tôi lại trở về với nhau, anh nói. Những trái dưa hấu là món quà đặc biệt mà gia đình bạn bè tặng cho túi dưa trong dịp anh tròn 40 tuổi. Mới lâm bồn chưa lâu, Tú Vi đã tự tin khoe nhan sắc sau sinh đẹp không tì vết. Nhìn sang Lan Phương thì ngỡ ngàng. Tú Vi và dàn gái một con của showbiz Việt khiến nhiều người ngỡ ngàng khi khoe nhan sắc sau sinh. Năm Mậu Tuất đón nhiều tin vui từ các gia đình sao Việt khi các thiên thần nhỏ lần lượt chào đời. Vợ chồng Tú Vi Vân Anh cũng vừa chính thức lên chức ba mẹ vào đầu tháng 4 vừa qua. Đặc biệt, dù mới sinh con chưa lâu, nhưng mỹ nhân cổng mặt trời vẫn gây bất ngờ vì nhan sắc xinh đẹp. Khó tin, một bà đẻ đang nằm mổ lại sở hữu mặt mộc không tì vết đến nhường này. Tú Vi tự tin chia sẻ những bức ảnh chụp cận mặt, gương mặt sau sinh, với làn da bóng khỏe như thời con gái. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng là một người đẹp gây bất ngờ khi khoe vóc dáng mẹ bỉm sữa thon gọn chỉ sau vài tháng lâm bồn. Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn đẹp yêu kiều mong manh và không có dấu hiệu bị tăng cân. Chúng Huyền Thanh luôn được khen là một trong những bà mẹ một con xinh đẹp nhất nhì showbiz. Mới đây, vợ chồng người đẹp The Face vừa công khai thông tin cô hạ sinh bình an đứa con đầu lòng. Ở tuần thai thứ 39, dù sinh con bằng phương pháp sinh mổ, nhưng chúng Huyền Thanh vẫn khỏe mạnh và rạng rỡ. Trong những bức hình được ông xã Dây Quân chia sẻ, mặt mộc sau sinh của mỹ nhân Hải Phòng cực tươi tắn. Mới trải qua cơn vượt cạn không lâu, nhưng chúng Huyền Thanh vẫn xinh đẹp bất chấp với làn da trắng hồng mịn màng và gương mặt thon gọn. Chân dài cao 1m76 gây ấn tượng với khoảnh khắc cho con bú. Nhiều người cho rằng mặt mộc sau sinh của cô nàng đẹp không tua kém thời con gái. Sinh công chúa đầu lòng cho chồng Tây, Lan Phương gặp phải khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Trước sinh, cô được chẩn đoán thai nằm ngược nên không được sinh thường. Dù phải áp dụng phương pháp sinh mổ, nhưng mẹ con nữ diễn viên vẫn rất khỏe mạnh và em bé may mắn đạt cân nặng khá tốt. Sau sinh, Lan Phương lại bị tắc tia sữa nên khá mệt mỏi. Người đẹp để lộ vẻ kém sắc trong lần live stream khiến fan lo lắng. Tuy nhiên, trong những hình ảnh mới đây, Lan Phương chia sẻ, bà mẹ một con vẫn ghi điểm với thần thái rạng ngời dù mới sinh chưa bao lâu. Những nửa kia được mệnh danh là nam thần hoàn hảo của sao Việt. Chồng của Diệp Lâm Anh thiếu gia nước tiếng Sài Gòn, mới đây vào ngày 5 tháng 5, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Chồng của Diệp Lâm Anh tên Đức Phạm, anh sinh năm 1990. Chàng trai này có xuất thân từ gia đình giàu có, sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy và nhiều bất động sản có vị trí đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ từ năm 2016. Nữ diễn viên ca sĩ cho biết bạn trai dù nhỏ tuổi hơn nhưng luôn là người ân cần chăm sóc chu đáo cho cô. Hòa Minzy và bạn trai giàu có, mặc dù chỉ mới công khai mối quan hệ yêu đương gần đây, nhưng người yêu điển trai của Hòa Minzy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Theo tìm hiểu, bạn trai Hòa Minzy tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hải. Anh sinh năm 1988, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty phân bón khá lớn tại miền Tây. Gia đình anh thuộc dạng khá giả nhất nhì thành phố Long An, sinh ra trong một gia đình giàu có. Nguyễn Minh Hải là chàng trai có sở thích chơi đồ hiệu. Anh thường xuyên mua sắm những món đồ đắt tiền này cho bản thân, tặng mẹ và mới đây nhất là mua tặng cho bạn gái. Trước đây, trong một bài phỏng vấn, Hòa Minzy cũng từng tâm sự, bạn trai mới là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Anh ấy là người tuyệt vời, trí thức và có lòng nhân ái. Tôi rất hạnh phúc, cuộc đời ngọt ngào thật sự và giúp công việc thăng hoa hơn rất nhiều. Hiếu Trần, bạn trai mới công khai của Lê Hà. Bạn trai của Lê Hà có tên là Hiếu Trần, hiện đang là chủ chuỗi nhãn hàng trà sữa và thời trang tại thành phố. Anh chàng sở hữu khuôn mặt điển trai, chiều cao ấn tượng và đặc biệt rất biết cách ăn mặc. Hai người đăng ảnh tình tứ bên nhau. Hai người còn rất chăm diện đồ đôi cùng nhau, vẻ ngoài không thua kém gì hot boy của Hiếu Trần. Đông Nhi ông Cao Thắng. Đông Nhi ông Cao Thắng nổi tiếng trong showbiz bởi tài năng về âm nhạc, sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc. Ngoài ra, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp kéo dài gần một thập kỷ. Ông Cao Thắng là thiếu gia của tập đoàn nhựa Tiếng Tâm lừng lẫy trong giới kinh doanh Sài Gòn. Anh nhận được nhiều sự trợ giúp của gia đình trong kinh doanh. Năm 2011, anh và gia đình xây dựng một trung tâm vui chơi giải trí, nằm ở vị trí đắc địa tại quận 10.
Ngoài ra, ông Cao Thắng hiện còn là chủ một công ty giải trí. Hai người là mẫu hình người yêu lý tưởng trong showbiz. Vẻ ngoài điển trai của ông Cao Thắng. Sĩ Thanh có người yêu là bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam. Trước đây, cư dân mạng đã có dịp xôn xao vì hình ảnh chàng bác sĩ đến từ Hà Nội, có vẻ ngoài đẹp trai, gia thế lại tài giỏi và có cơ bụng 6 múi. Thậm chí nhiều người còn ưu ái gọi anh chàng này là bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam. Chàng trai ấy chính là Hạo Đông, bạn trai của Sĩ Thanh. Hình ảnh trong chiếc áo lưu trắng của bác sĩ Hạo Đông khiến fan nữ đứng ngồi không yên. Hạo Đông còn nhiều lần gây chú ý khi khoe cơ bụng 6 múi. Anh Tú, bạn trai cô nàng lầy lội Diệu Nhi. Diệu Nhi anh Tú là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến bởi độ dễ thương lầy lội. Anh Tú được khán giả biết đến khi diễn xuất trong phim ngắn Hà Nội Em Yêu Anh, phát hành hồi tháng 8/2013. Ngoài diễn xuất, anh Tú còn được biết đến với vai trò ca sĩ. Anh từng cho ra mắt một số ca khúc và nhận được sự hướng khá nhiệt tình từ phía người hâm mộ như Giấc Mơ Không Nhòa, Cho Con Tim Một Lý Do, Crazy Lady. Anh được nhận xét là có nét hao hao giống cổ cụ cơ của Từng Dòng Sông Ly Biệt.